cái show này ha, nhà đó sao nó đẹp nè, cái view đó nè. Tôi ra đây tôi chụp hình nè, ngồi ta ăn uống nè. Phía sau này là cái quán cà phê á. Chuẩn bị vô cái tầng hầm ở dưới biển nha. Cá tớt he cho thân ơi. Đó. Cái này là lòng biển đó mọi người. Đường trong lòng biển á giống như đường ngoài chứ không. Nối liền hai thành phố của Busan và Jeju. Go go. Thì nó cũng giống như cái đường lộ mà mình xây ở trong cái đây vách núi thôi, người ta đục núi người ta xây đường á, thì ở đây người ta xây trong lòng biển. Nhìn mình đâu có biết là cái trong lòng biển đâu phải không, nhưng nói với mình nhìn ở ngoài thì mình biết, tại vì hai cái thành phố này nó cách rời nhau á. Nếu như mà đi đường bọc á thì tốn thời gian rất là nhiều, đi tới mấy tiếng đồng hồ lận. Còn đi như cây cầu như vậy á. Chúng ta
법정사람은 엉덩이나 근육 같아 사찰에 독선미가 새겨져 있습니다. 그리고 망가지원 행성을 가졌다여 만물 바로 해경남 제1호절경 십자동굴이 되겠습니다. 십자동굴 중앙 부분에 들어서면 바다 십자 하늘 열 십자가 되겠습니다. 자 아름다운 그제 해경남 자 십자동굴 자, 권유람선 여러분을 모시고 십자동굴 깊숙하게 들어갔다가 넘었습니다. 안에 들어가네. 자, 촬영하실 분들 앞쪽에 서서 촬영하세요. 촬영하실 분들 촬영하시고요. 더 이상 들어갈 수가 없습니다. 앞이 막혀가지고. 예. 더 들어가고 싶어도 촬영하시기 위한 우리 기한장님께서 사진 전공입니다. 예. 자, 우리 기한장님에게 부탁하시면 사진 찍어 드립니다. 바다 십자 하늘 열심이 되겠습니다. 거북선. 자, 저 거북선 여러분들께서 맛을 보시고, 자, 관광을 마치고 가시다 보면은 주차에 가서 맛을 보시면 되고요. 여러분들께서